Vâng, xin gửi lời chào đến anh chị và các bạn, những người đang làm trong lĩnh vực kỹ thuật sửa chữa máy photo, đặc biệt là những bạn học viên của Học viện Acobee Phú Sơn chúng tôi trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trong nội dung video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn, đặc biệt là bạn học viên đến từ Bình Phước, bạn đang tham gia khóa đào tạo kỹ thuật sửa chữa máy photo online của Học viện Acobee Phú Sơn chúng tôi. Trước khi vào nội dung video, xin gửi lời cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi phản hồi giúp cho chúng tôi có những cái video giải thích hỗ trợ để bạn hiểu hơn về nguyên lý cấu tạo tổng quan, nguyên lý hoạt động của máy photocopy. Hai câu hỏi của bạn nằm ở hai giai đoạn trong một chu kỳ hoạt động của máy photocopy. Câu hỏi thứ nhất liên quan đến giai đoạn 1, đó là chứa và nạp giấy. Câu hỏi thứ hai liên quan đến giai đoạn 2, giai đoạn xử lý hình ảnh, sao chép hình ảnh từ bản gốc sang tờ giấy. Ở nội dung video thứ nhất, chúng tôi sẽ làm sâu hơn cái câu hỏi bạn đặt ra liên quan đến giai đoạn 1, đó là cái cấu tạo tổng quan và cái chức năng chứa và nạp giấy trong giai đoạn 1 của máy photocopy. Và với cái chia sẻ này, Học viện Acobee Phú Sơn chúng tôi sẽ gửi đến bạn học viên của chúng tôi đến từ Bình Phước. Cảm ơn bạn đã lựa chọn cái sản phẩm đào tạo kỹ thuật sửa chữa máy photo online của Học viện Acobee Phú Sơn chúng tôi. Và hy vọng bạn sẽ đặt nhiều hơn nữa những cái câu hỏi thú vị liên quan đến lĩnh vực, đến chuyên ngành kỹ thuật sửa chữa máy photo để chúng ta có nhiều cái sản phẩm video ngoài chia sẻ nội bộ, ngoài cái hình thức chúng ta đào tạo chuyển giao kiến thức, chúng ta cũng sẽ chia sẻ đến nhiều anh chị và các bạn đang quan tâm đến những cái giải pháp hỗ trợ cho cái chuyên môn trong cái công việc của mình liên quan đến máy photocopy. Vâng, nội dung video chính này tôi sẽ đề cập đến cái vấn đề bạn đặt ra câu hỏi, đó là cái cấu tạo và nguyên lý hoạt động của giai đoạn 1. Như chúng ta biết, giai đoạn 1 của máy photocopy đó là chứa và nạp giấy. Tùy theo cái nhãn hiệu máy, tùy theo model mà nhà sản xuất thiết kế từ 1 cho đến 4 khay chứa giấy thùng và một khay tay cơ động bên hông phải với những cái hãng phổ thông theo hướng chúng ta đứng đối diện. Đặc biệt có một hãng duy nhất thiết kế bên trái, đó là hãng Xerox đến từ Mỹ. Ở phần đào tạo lý thuyết tôi cũng đã chia sẻ với các bạn rất là cụ thể rồi. Câu hỏi bạn đặt ra là cái cấu tạo chi tiết cái nguyên lý hoạt động sâu hơn của giai đoạn 1 mà xem qua video bạn thực sự chưa nắm được hết 100% kiến thức, thì ở phần video giải thích này, giải đáp này, chúng tôi sẽ hy vọng là bạn sẽ hiểu sâu hơn cái mà chúng tôi muốn truyền tải, cái kiến thức mà bạn đang quan tâm. Với cái định dạng khay chứa giấy thùng thì tất cả các hãng, tôi nhấn mạnh luôn, tất cả các hãng đang dựa trên hai cái thiết kế cơ bản và đang rất thịnh hành hiện tại, đó là dạng khay chứa giấy dạng ngăn kéo được đóng vào máy dựa trên 2G ở hai cạnh để trượt như một cái ngăn kéo tủ gia dụng của chúng ta sử dụng. Với dạng ngăn kéo này, nhà thiết kế sẽ thiết kế nguyên lý mâm nâng nghiêng một góc 30 độ để chứa giấy. Và với mâm nâng thì nhà sản xuất sẽ thiết kế hai trục cố định của mâm ở phía dưới cái hướng chúng ta đặt giấy. Mâm nâng sẽ tiếp cận lên bộ kéo giấy theo cái hướng nâng 30 độ góc nghiêng này. Và để nâng được cái mâm chứa giấy, đây là một dạng động cơ tiêu biểu của cái động cơ nâng khay của tất cả các hãng đang thiết kế, chỉ khác nhau về kích cỡ. Các bạn lưu ý, các hãng chỉ khác nhau về kích cỡ, độ lớn nhỏ này, hình khối, còn nguyên lý cấu tạo chung các hãng đều thiết kế như vậy. Sử dụng một cái ngàm nhựa để kết nối với vị trí dấu cộng trên cái nằm phía dưới mâm nâng này. Tôi tác động các bạn sẽ thấy cái mâm dịch chuyển. Và đây là dạng motor hai chiều. Khi các bạn đóng vô thùng vô vách máy, cái công việc đầu tiên của cái khay giấy này mà bộ xử lý làm việc đầu tiên đó là
xác nhận khay đã đóng vào máy. Đấy là công việc đầu tiên, và mã giấy các bạn cài đặt trên trên cái hiển thị màn hình có hai cái định dạng để các bạn cài đặt, đó là cài đặt mặc định và cài đặt theo cái thanh gạt auto này. Các bạn sẽ để ý cái thanh tôi gạt, tôi di chuyển. Đây. Đây là vị trí mà chúng ta khi mà chúng ta tác động. Đây là các cái vị trí khuyết khác nhau, các bạn quan sát chỗ cái ngón trỏ tôi chỉ. Khi tôi trượt cái thanh chặn giấy này thì đồng nghĩa cái mâm nhựa phía dưới gầm khay sẽ di chuyển như ngón trỏ tôi đang chỉ. Tùy theo cái vị trí khuyết này sẽ tác động vào một sensor trong vách máy để xác lập khổ giấy bạn đặt trong khay. Trong cái công tắc đóng mở nhà sản xuất họ đã thiết kế, ví dụ đóng công tắc 1, 3 là khổ giấy A4 ngang, 3, 5 là khổ giấy A4 dọc, và đóng toàn bộ là khổ giấy A3. Ví dụ như vậy, nó tùy theo cái thanh chặn này di chuyển các cái điểm khuyết, điểm nồi của vị trí mâm này sẽ xác nhận khổ giấy bạn đặt trong khay là khổ giấy gì. Đây là chế độ đặt khổ giấy automatic mà bạn sử dụng các cái thanh vỗ giấy trên khay này để bạn di chuyển thiết lập. Và có rất nhiều hãng máy sử dụng cái chức năng nhận khổ giấy auto bằng cái vị trí mâm trượt này, làm cái chức năng là nhận khay giấy luôn khi bạn đóng vào, đồng nghĩa với việc tác động vào cái cảm biến nhận khổ giấy, nhận mã giấy và đồng thời nhận luôn khay giấy đã đóng vào trong máy. Có một số hãng thì sẽ thiết kế những cái vị trí khác để đóng vào những cái cảm biến nhận khay riêng biệt, hay nói nôm na là một họ thiết kế một cái công tắc dạng như công tắc đóng mở cửa bên hông, để khi chúng ta mở cửa bên hông ra máy báo là đang mở, khi chúng ta đóng vào thì cái cần nhựa sẽ tác động vào cái công tắc cửa đó và xác lập là cửa đã đóng. Khay giấy cũng tương tự như vậy. Đây là ban đầu tiên nhé, các bạn lưu ý khi mà mở đóng cũng đồng nghĩa với việc nhiều trường hợp khi bạn đóng khay vào máy vẫn không xác nhận là khay đã đóng vào. Đó là những cái ban đầu tiên liên quan đến giai đoạn 1. Còn cơ chế nâng khay, khi bạn đóng khay giấy vào, máy đã nhận là khay đã đóng vào trong vách máy, trong cái khoang máy. Bộ xử lý sẽ cấp nguồn cho motor nâng khay. Khi bạn đóng thì cơ chế lò xo này sẽ trượt mở để ngậm vào cái dấu cộng mà nằm ở dưới cái trục nâng mâm này. Đây, tôi nâng hẳn lên để các bạn quan sát thấy. Đây là cơ chế nâng. Các bạn sẽ thấy một cái miếng phía dưới. Miếng phía dưới này, khi tôi xoay này, các bạn quan sát thấy này. Đó, cái miếng độc là phía dưới sẽ tác động vào cái mâm này. Và nâng lên hạ xuống được nhờ một motor. Đây, cơ chế sẽ như này. Bộ xử lý sẽ cấp nguồn, sau đó quay và nâng mâm lên. Đó là cái cơ chế nâng khay. Đây là cái cơ chế thiết kế thứ nhất, khay giấy dạng ngăn kéo. Một khay giấy nữa, đó là dạng khay giấy dạng thùng, hoạt động như nguyên lý của một cái thang máy. Chúng ta có những cái chi tiết nhỏ, chúng ta phóng đại nó lên thành những cái dân dụng, thông dụng hàng ngày, chúng ta sẽ rất dễ hình dung và chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về cái nguyên lý hoạt động. Đây là dạng mâm, dạng khay nâng, dạng mâm, như là nguyên lý hoạt động như là một cái mâm của thang máy, và sử dụng các cái sợi cáp. Các bạn quan sát tay tôi chỉ, sử dụng cái sợi cáp để tác động, cũng thiết kế một trục xoắn cáp, cuộn cáp này, và được vận hành bởi một motor nâng khay. Tất cả các hãng đang áp dụng trên cái mẫu sản xuất chung này cho tất cả các dòng máy, và hiện tại chưa có phiên bản thứ hai hay phiên bản khác, chỉ là hoán cải một chút khác biệt mà thôi. Tất cả các hãng đều dựa trên cái dạng thiết kế này để thiết kế những cái khay chứa giấy cho các cái model máy của hãng. Ricoh, Toshiba, Xerox, Konica cũng dựa trên nguyên lý này. Tôi sẽ tác động vào cái trục cuốn cáp, các bạn sẽ thấy
giống như là motor đang khai nâng, các bạn sẽ thấy cái mâm phía trong đang nâng lên. Đấy, mâm chứa giấy sẽ nâng lên, các bạn thấy. Với nguyên lý này thì đương nhiên lượng chứa giấy chứa trong này của chúng ta sẽ được nhiều hơn, vì khay chứa giấy dạng phẳng, chúng ta sẽ đặt được lượng giấy khá lớn vào đây thay vì góc nghiêng 30 độ. Đó là cái định dạng khay chứa giấy thùng dạng mâm nâng. Nguyên lý hoạt động theo dạng cuốn cáp và sử dụng động cơ để nâng cái trục cuốn cáp này. Đấy là định dạng, hai cái định dạng khay kéo, và tất cả các hãng đều thiết kế dựa trên hai cái định dạng này. Và với cái khay chứa giấy dạng khay thùng, các bạn lưu ý là sẽ sử dụng cái mã giấy bằng cách tiếp xúc các nguồn điện bằng cái rắc này. Tại vì nó sẽ sử dụng cái mã nhận giấy các cảm biến có kết nối ở đây, thì rắc này sẽ là rắc dương để kết nối với rắc âm trong vách máy, kết nối toàn bộ cái khay kéo giấy của chúng ta khi chúng ta đóng khay vào. Đấy là dạng thiết kế của khay chứa giấy. Vậy dạng thiết kế của cụm kéo giấy, cụm nạp giấy trong giai đoạn 1 thì có mấy dạng? Đây, tôi sẽ chia sẻ luôn đến anh chị và các bạn để chúng ta có cái nhìn cơ bản về cái cấu tạo tổng quan của máy photocopy. Từ đó, những cái ban bệnh xảy ra từ những cái ban đầu tiên rất đơn giản, liên quan đến khay chứa giấy, liên quan đến khổ giấy và liên quan đến những khiếm khuyết cơ khí ban đầu chúng ta có thể xử lý được. Với dạng khay chứa giấy thì có hiện tại tất cả các hãng đều thiết kế dạng cụm kéo giấy, cụm nạp giấy gồm 3 cái lô cao su, hay còn gọi là 3 cái cục lấy giấy, nạp giấy của từng khay. Những cái model trước đây, thô sơ trước đây, một số nhà sản xuất thiết kế dạng một quả lô lấy giấy và với máy in tốc độ chậm thì vẫn đang thiết kế dạng đó, gọi là cái lô bán nguyệt, lô lấy giấy trong máy in. Còn với máy photo, tất cả các hãng đang dựa trên nguyên lý này, thiết kế 3 cục kéo tương ứng của từng cái cụm khác nhau. Với định dạng thứ nhất, sử dụng Ambisa làm cái động cơ để hoạt động bộ kéo giấy này. Ambisa thì hoạt động như một dạng nam châm điện. Khi vận hành bình thường thì nửa bánh răng quay liên tục theo toàn bộ cái chuyển động chung của hệ chuyển động trong máy. Khi chúng ta xác lập lấy giấy ở bất cứ khay nào thì nam châm điện sẽ được bộ xử lý cấp nguồn và tạo nam châm hút cái mặt bánh răng này kết thành một khối vận hành cho trục bên trong và kết nối với cái trục để xoay bộ kéo giấy, lấy quả kéo giấy quay như anh chị thấy trên màn hình ở đây. Đó là nguyên lý hoạt động cơ kết hợp. Định dạng thứ hai là định dạng kết nối với sườn máy qua hệ chuyển động chung để quay những cái khối cơ bản chuyển động liên tục. Vì anh chị và các bạn lưu ý là hỏng khay chứa giấy 1, khay 2, khay 3 vẫn hoạt động bình thường nhờ cái nguyên lý vận hành chung, chuyển động chung. Nhưng trong chung có riêng, riêng có nghĩa là với cụm định dạng này, nhà thiết kế sẽ thiết kế một motor riêng, động cơ riêng cho cụm kéo giấy riêng biệt này. Như tay tôi chỉ ở đây, đây là một dạng motor hoạt động cho cụm kéo giấy, nạp giấy của tương ứng của từng khay riêng biệt. Như vậy là anh chị và các bạn thấy là trong cái quá trình vận hành, một khay chứa giấy lỗi động cơ hay hư hỏng về phần cơ khí, các khay còn lại vẫn hoạt động bình thường. Duy nhất nếu một trục hỏng, đó là trục chuyển động trung gian này, như anh chị thấy đây, tôi quay tay ở đây, nó sẽ quay liên tục trong quá trình toàn bộ khay giấy vận hành, hay còn gọi là toàn bộ cái hệ cơ khí của máy vận hành và hoạt động liên tục. Ví dụ đây là khay 1, cụm kéo giấy không hoàn thành cái nhiệm vụ lấy giấy của khay 1. Đây, tôi đang chỉ ở phía trong, liên quan đến cụ thể là vị trí này, động cơ, thì các khay phía dưới vẫn hoạt động bình thường, không liên đới, không liên quan. Anh chị lưu ý điều này. Và trong máy photo có từ 1 đến 2 khay giống nhau hoàn toàn về kết cấu, về vị trí. Anh chị và các bạn
Khi gặp những cái lỗi liên quan đến nghi ngờ về động cơ, về những cái lỗi cơ bản, anh chị hoàn toàn có thể đổi chỗ cho nhau để chúng ta test và xác định lỗi đang nằm ở đâu để chúng ta tiến hành sửa chữa một cách chính xác và nhanh nhất. Quay trở lại vấn đề của cụm thứ nhất. Như chúng ta được chia sẻ phần lý thuyết, bánh số 1 làm nhiệm vụ lấy giấy, bánh số 2 đưa giấy và bánh số 3 tách giấy. Nguyên lý hoạt động như sau: khi chúng ta chọn lệnh lấy giấy của khay 1 solenoid, có một số dòng máy sẽ sử dụng solenoid với còn dòng còn cái cụm cơ hoàn toàn này, khi bạn đóng vào sườn máy thì cái cần này sẽ tác động để đưa cái bánh tì này áp sát xuống cái tập giấy. Rồi tôi tác động, các bạn quan sát này, mặt quả lô tôi chỉ ngón trỏ nhé, đó nó sẽ tì. Và khi lệnh cấp giấy được chỉ thị thì Ambeza sẽ trở thành nam châm. Lúc này khi bánh răng chuyển động này quay, ở phần đầu tôi đã nói bánh răng này bình thường sẽ quay liên tục chuyển động theo toàn khối cơ khí của máy photo. Khi chúng ta vào chức năng photo, khay 1 quay, khay 3 quay, thì ví dụ đây là khay 1 thì bánh răng này cũng quay. Nhưng để trục kéo giấy của cụm 1 quay thì bộ xử lý sẽ cấp nguồn vào cái nam châm phía sau này, tạo ra Ambeza là một khối, và khi bánh răng quay, cái trục bên răng quay tác động vào cái trục này và quay cái hệ kéo giấy như chúng anh chị và các bạn thấy ở đây. Đó, đó là nguyên lý này. Còn bánh số 3, để như chúng ta biết là chúng ta không phải xếp một tờ giấy vô trong khay mà chúng ta xếp cả tập. Để như chúng ta thấy bình thường hai bánh đưa và bánh tách sẽ nằm cách xa nhau một đoạn. Khi cần, bánh số 3 sẽ được tác động bởi solenoid và nâng áp sát lên. Như chúng ta thấy ở đây, khi bánh số 2, bánh đưa giấy quay để hút tờ giấy vào, đưa tờ giấy đi tiếp, di chuyển tiếp đến những cái chức năng các bộ phận khác, gặp bánh số 3 nâng lên và anh ta sẽ quay cùng chiều như tôi, như anh chị thấy đây này. Cả một tập giấy, tôi sẽ lấy tờ giấy làm cái ví dụ cho anh chị dễ quan sát hơn. Cái tập giấy của chúng ta được đưa vào đây, anh chị sẽ thấy này, bánh đưa giấy sẽ đẩy tờ giấy đi vào. Đấy, tờ giấy đi vào này. Lúc này bánh số 3 nâng lên, anh chị quan sát chi tiết chỗ này, đoạn này rất thú vị. Khi bánh số 3 nâng lên, tôi tiếp tục quay này, tờ giấy di chuyển. Rất tiếc là tôi một mình vừa đứng máy quay vừa quan sát để làm sao hình ảnh. Đó, tôi đẩy bánh đưa, trong khi tay tôi vẫn tì bánh số 3, toàn bộ tập giấy anh chị thấy đứng lại, chỉ có một cái tờ giấy trên cùng đi. Như vậy nguyên lý nằm ở đây. Đây là lò xo hãm một chiều, chỉ chặn cái chiều tờ giấy đi vào nhưng lại lỏng. Lát nữa tôi sẽ đến cụm kéo giấy kia, tôi sẽ chi tiết hơn, anh chị sẽ quan sát được một cách chính xác hơn thiết kế vòng bi một chiều là như nào. Đó là dạng nguyên lý của bánh số 3 và bánh đưa. Như vậy là khi mà tờ giấy kẹp zip thì anh chị và các bạn sẽ quan tâm đến hai vị trí này, đưa tách, đưa tách. Khi mà anh chị gặp cái ban mà khách hàng thắc mắc hoặc máy của nhà anh chị gặp vấn đề là cứ bị kéo 2-3 tờ vô, thay vì một thì kéo 2-3 tờ vô, thì anh chị hãy tập trung cho tôi bánh đưa và bánh tách. Đây là hai trạng thái dẫn tới tình trạng làm tờ giấy kẹt vào, và đặc biệt đó là bánh này, bánh tách, anh chị lưu ý nhé. Bánh tách liên quan đến lò xo hãm một chiều, vòng bi một chiều, tí nữa tôi sẽ chi tiết chỗ phần này. Bánh đưa sẽ, nếu như bánh 1 rút vào nhưng bánh 2 không đẩy tờ giấy đi, tờ giấy cứ đến đây dừng lại, anh chị hãy để ý đến cái bánh đưa giấy này, vì ba bánh sẽ có ba cái nhiệm vụ cụ thể mà tôi đã đào tạo ở phần lý thuyết. Bánh 1 lấy là đập xuống kéo tờ giấy đi vô, đưa cho bánh đưa. Lúc này công việc của bánh đưa là đưa tờ giấy đến những cái bộ phận tiếp theo, cái chức năng tiếp theo để sao chụp hình ảnh. Bánh số 3 là bánh giữ các cái tờ giấy phía dưới nằm im trong khay, không được kẹp zip đi vô. Đó là ba cái bánh này. Đấy là định dạng thứ nhất. Định dạng thứ hai
với cụm kéo giấy này thì nhà sản xuất thiết kế động cơ riêng. Bình thường trạng thái quay toàn bộ khối này sẽ quay chung theo cái khối cơ khí chung của tất cả các khay. Để một khay hư hỏng, các khay khác vẫn hoạt động, nó nằm ở đó. Khi tôi chỉ thị lấy giấy ở khay này, motor mới hoạt động và chức năng lấy giấy mới diễn ra. Và anh chị các bạn quan sát thấy là khi lấy giấy, chức năng đầu tiên của bánh lấy như phần lý thuyết tôi đào tạo đó là tôi bê như này, khi mà vào trong máy nó phải trạng thái như này. Cái nhiệm vụ đầu tiên của bánh lấy đó là phải đập, tức là bổ xuống cái bề mặt tờ giấy, quay một vòng, đập xuống, quay vào. Và để làm được chức năng này thì anh chị nhìn bên sâu bên trong sẽ có một soneno. Cần soneno ở đây, đập này, tôi ấn này, anh chị quan sát thấy cái lò xo bên trong, tác động cái lò xo đấy, cái đầu soneno này, tác động này. Tôi chỉ tác động hai ngón cái ngoài tôi bật này, ngón trỏ trong tôi chỉ này, anh chị thấy quan sát cơ chế này, và đồng thời sẽ tác động vào cảm biến. Khi tờ giấy được đưa đến bánh đưa thì bánh đưa sẽ hoạt động và bánh lấy sẽ nâng lên để chặn những cái tờ giấy phía dưới giữ nằm im trong khay. Và đến đây tôi sẽ chia sẻ sâu hơn cái phần vòng bi một chiều và cái lò xo hãm để anh chị hình dung. Tất cả cái bánh đưa trong máy photo của tất cả các hãng đều thiết kế vòng bi một chiều. Như anh chị thấy ở đây, đây là một bi một chiều. Vòng bi một chiều là gì? Nguyên lý của hình tròn chạy trên mặt phẳng. Tôi đưa đây làm thí nghiệm. Phần này tôi hướng dẫn chi tiết giúp cho học viên của tôi, bạn ấy hiểu sâu hơn. Và cũng đồng thời là mong muốn là những cái chia sẻ của tôi này sẽ bổ sung thêm cái phần kiến thức giúp cho anh chị các bạn làm tốt với công việc của mình. Hình tròn chạy trên mặt phẳng, lăn trên mặt phẳng. Thì tôi hướng camera xuống một chút để anh chị quan sát. Ví dụ đây là bánh đưa, anh chị thấy tôi di chuyển tờ giấy này. Tôi lăn để tờ giấy di chuyển. Nếu như bánh lăn theo tờ giấy sẽ tạo ra một cái lực đẩy giúp cho tờ giấy di chuyển mượt mà hơn, tốt hơn đi vào phía trong. Như vậy nhà sản xuất họ sẽ thiết kế vòng bi một chiều, có nghĩa là bánh này chỉ quay được một chiều để đẩy tờ giấy vào thôi. Anh chị hướng đấy, theo tôi, tức là tay tôi thì tác động vào tờ giấy và lô kéo giấy, mắt tôi thì lại phải nghiêng một góc khoảng, chính xác là khoảng cũng 20 đến 25 độ để nhìn vào camera, cái màn hình camera xem là cái hình mình bắt có chuẩn hay không, giúp cho anh chị và đặc biệt là bạn học viên của tôi, bạn ấy quan sát thấy hay không. Dẫn tới tình trạng là hơi bị cái chi tiết diễn đạt rồi cái hình ảnh nó hơi kém một chút. Nếu như có hai người thì nó sẽ tốt hơn. Hiện tại thì mọi người đang rất là bận với công việc của mình. Tôi quay video này nên là mong anh chị và các bạn, đặc biệt là bạn học viên Bình Phước, thông cảm cho chúng tôi. Nếu như chia sẻ này bạn vẫn chưa thấy đủ để bạn hiểu thì bạn liên hệ với chúng tôi, chúng ta sẽ có những cái buổi Zoom cụ thể chi tiết hơn bạn nhé. Còn nếu như họ không thiết kế vòng bi một chiều khi cái mặt phẳng diện tiết diện của tờ giấy di chuyển, dẫn tới cái tình trạng bánh này sẽ trượt trên mặt phẳng và quay ngược trở ra, anh chị thấy tôi diễn tả này. Tại vì mặt phẳng chạy mà thì hình tròn sẽ lăn, mặt phẳng chạy lướt phía dưới thì hình tròn lô kéo giấy phía trên sẽ lăn, và như vậy sẽ lăn ngược chiều ra và vô hình dung anh ta sẽ là tác nhân cản tờ giấy, không cho tờ giấy đi vào mượt mà chuẩn xác. Như vậy vòng bi một chiều sẽ có tác dụng quay theo chiều tờ giấy đi vô, anh chị thấy nhá, quay theo chiều tờ giấy đi vô. Đây tôi đang cầm ngược, quay theo chiều tờ giấy đây như này, quay theo chiều tờ giấy đi vô mặt phẳng này. Tôi lia tờ giấy phía dưới, anh chị cũng sẽ thấy cái bánh này trượt này đó. Không biết là anh chị có nhìn thấy không, tôi tua chậm lại một chút, anh chị nhìn quan sát thấy đó. Và không bao giờ quay ngược trở ra, tôi đang miết này. Không quay ngược trở ra được. Đó là tác dụng của vòng bi một chiều trượt theo mặt phẳng để đẩy tiếp, trợ lực tiếp cho tờ giấy đi vô một cách trơn tru, mượt mà. Đây, tôi chỉ lăn tờ giấy, anh chị cũng thấy cái lô quay này. Không biết trên màn hình anh chị có thấy không? Đó, quay này. Nhưng quay ra thì không. Như vậy là hướng tờ giấy đi vào như này, bánh sẽ liên tục quay. Đồng thời bánh tách ở phía dưới sẽ quay cùng chiều,
Nhưng khi điểm tâm hai anh gặp nhau sẽ là ngược chiều nhau. Anh này quay vào này, anh này quay vào nhé, anh này sẽ quay cùng. Ở đây tôi đang diễn tả nó hơi khó, có hai. Thì anh này quay vào đẩy tờ giấy vào, anh này cũng quay cùng. Nhưng khi điểm tâm hai anh gặp nhau, anh này quay vào để đẩy tờ giấy vào. Hai anh gặp nhau sẽ là đẩy ngược để chặn những cái tập giấy dưới này ra. Đây là quy trình. Đó, cả một tập giấy này sẽ bị chặn lại, cho tờ giấy trên cùng đi qua mà thôi. Đó là cái nguyên lý của vòng bi một chiều. Và cái cơ chế, tiện đây tôi cũng giới thiệu luôn về cái cơ chế nhận biết giấy có trong khay hay không. Và khi hết giấy, rồi khi mà giấy mâm đã nâng lên tới trên thì nhận như thế nào. Với cơ chế của cụm kéo giấy này, khi bạn đóng khay vào công tắc trong vách máy, bộ xử lý báo khay đã đóng, lập tức bánh này sẽ tì xuống và nhả cảm biến này ra, đóng cảm biến này lại. Tôi sẽ zoom lại cho anh chị thấy cơ chế này. Biết là hình ảnh có được nét không? Tại vì tôi vừa quay, tôi vừa chỉnh, vừa nhìn camera lên. Bánh số 1 sẽ tì xuống liên tục nhờ lực hút của solenoid tì xuống. Mâm lúc này sẽ hoạt động nâng. Trong quá trình chờ cái tín hiệu mâm nâng tới thì toàn bộ cái cảm biến này sẽ được đóng này. Khi mâm nâng lên tới đây sẽ tác động một lực bật cái này lên, đồng thời cảm biến này nhả ra và bộ xử lý báo hiệu là giới hạn trên, có nghĩa là mâm đã nâng lên tới giới hạn trên cùng, ngắt nguồn không cấp vào motor nâng khay nữa. Nguyên lý này áp dụng cho cái nguyên lý của cầu thang máy. Ví dụ cầu thang máy sẽ có bộ xử lý cấp nguồn cho motor cuộn cáp để nâng cái mâm của thang máy lên. Và đương nhiên rồi, đến tầng nào thì sẽ có cảm biến tầng đó. Bộ xử lý sẽ biết là chạm vào cảm biến này đang ở tầng 3, ngừng cấp nguồn. Động cơ dừng lại, mâm thang máy dừng lại, mọi người hành khách đi ra đi vô. Xong, cửa được đóng cũng đồng nghĩa với việc cảm biến được đóng, tiếp tục cấp nguồn, motor lại nâng mâm thang máy lên tầng 4, tầng 5 và lên tới tầng trên cùng. Đó là cách bộ xử lý kiểm soát được cái hành trình của quá trình nâng mâm chứa giấy trong khay giấy. Còn giới với dạng này thì họ sẽ bộ cảm biến sẽ thiết kế nhận giấy sẽ thiết kế dạng cảm biến dạng quang, dạng mắt đây. Anh chị các bạn thấy đây. Đây. Với cảm biến dạng phẳng này, tôi sẽ đưa cái mâm chứa giấy xuống đây, anh chị và các bạn quan sát. Tôi sẽ đưa sát camera vô hơn nữa để chúng ta quan. Đây là mâm chứa giấy này, toàn bộ mặt phẳng này. Tôi sẽ xa ra một chút cho anh chị. Đây là toàn bộ cái khoang chứa giấy này. Đây là trạng thái không có giấy. Khi tôi đặt tờ giấy vô, chúng ta thấy đây là vị trí điểm này cũng quan trọng này. Đây là cái điểm tạo cái độ nhám khi cái lực tác động của bánh lấy giấy số 1 tì xuống sấp giấy. Cái độ nhám này sẽ tạo cái lực đối trọng đẩy lên, tạo cái độ rít nhất định để cho cái tờ giấy trên cùng dễ di chuyển ra phía ngoài. Kế bên là một cái ô lỗ thủng này. Tôi sẽ zoom gần đến anh chị và các bạn quan sát thấy. Lỗ thủng. Lỗ thủng này là cái mà cảm biến báo nhận giấy sẽ gửi cái thông tin đi. Đây là vị trí đặt cụm kéo giấy vào đúng vị trí chức năng. Tôi sẽ xa cam ra một chút để các bạn hình dung. Và đây. Xuân lưng lên một chút. Đây là cái phần cả cụm giấy, cả khay, cái mâm nâng khay. Khi mà đặt vào máy sẽ nằm như thế này. Anh chị các bạn quan sát này. Tiếp tục tôi zoom gần hơn một chút này. Và tôi đưa cam vô gần vô. Chúng ta sẽ thấy một cái lỗ thủng trong cái phần này. Tôi bỏ cái cụm kéo giấy, hai tay làm nó hơi khó một chút. Rồi tôi khóa lại này, tôi rời xa room ra một vừa tầm để cho lấy nét. Và khi anh chị và các bạn đặt tập giấy vô đây thì lỗ thủng chỗ này
đã được che khuất đi. Đây tôi mở lên lại này. Đó, chỗ này. Tín hiệu của cảm biến sẽ rơi vào khoảng không khi trong khay hết giấy. Bộ xử lý sẽ báo biết là trong khay chứa giấy đã hết. Khi tôi đặt giấy trở lại, lỗ thủng đã bịt kín. Tín hiệu từ cảm biến gửi đi sẽ đã được phản chiếu bởi tờ giấy quay trở lại. Bộ xử lý biết trong khay đã được nạp giấy. Cứ như vậy trong cái quá trình toàn bộ cái vận hành nhân bản của máy photo, hết máy, hết giấy trong khay, bộ xử lý sẽ nhận tín hiệu báo trên màn hình để người dùng chúng ta biết nạp giấy vào. Và khi hết giấy thì cái cơ chế hai chiều của cái motor nâng khay sẽ phát huy tác dụng, đó là sẽ hạ mâm xuống trên màn hình, đồng thời hiển thị luôn đó là khay hết giấy nâng này. Nhưng mà khi hết giấy, tại sao biết hết giấy? Vì thì anh chị đã biết rồi, khi mà tín hiệu cảm biến gửi đi không phản hồi về, rơi vào cái lỗ thủng của mâm chứa giấy, đồng nghĩa với việc bộ xử lý sẽ cấp nguồn cho motor hạ khay, hạ cái mâm chứa xuống, khi chúng ta nạp giấy vô và đóng trở lại, bộ xử lý báo có giấy thì lại cấp nguồn và mâm chứa giấy nâng lên. Đó là cái quá trình của cái định dạng thứ nhất. Vậy định dạng của mâm nâng thứ hai sẽ hoạt động như thế nào? Tôi chia sẻ luôn đến anh chị và các bạn. Với định dạng mâm nâng dạng ngăn kéo thì chúng ta sẽ thấy như sau, nguyên lý khác một chút. Anh chị cũng thấy rất rõ là cái miếng nhám, đây là cái miếng mà tạo cái lực đối trọng khi mà bánh lấy của chúng ta tì. Độ nhám nó giống như là miếng đệm tách giấy của trong máy in, miếng đệm tách giấy trong máy in, thì trong tất cả các cái mâm chứa giấy của máy photo cũng vậy, cũng nhà sản xuất cũng thiết kế cái miếng này, cái miếng nhám, miếng đệm tách giấy. Và kế bên miếng đệm tách giấy anh chị cũng quan sát thấy một cái lỗ thủng. Đây tôi đang che tay này, tôi bỏ tay ra này. Tôi zoom gần đến để anh chị quan sát thấy lỗ thủng ngay kế bên của cái miếng đệm tách giấy rất rõ ràng. Và với dạng mâm nâng ngăn kéo này, anh chị sẽ thấy một cơ chế như sau. Đây tôi lấy nét lại. Khi anh chị đóng khay vào thì chúng ta thấy này, tôi tác động này, cần sensor đóng này, tôi tác động lại lần nữa nha. Tôi không biết là góc nhìn trên máy của anh chị có tốt không. Tất cả những cái nỗ lực của chúng tôi là rất hy vọng là trên màn hình của anh chị phải thấy thật nét và chi tiết thì chúng tôi mới hài lòng về những cái sản phẩm của mình. Nhiều khi một mình tôi làm rất khó để căn, để quan sát. Đây tôi tác động bằng ngón trỏ này, tôi tác động này, tôi quay gần lại này, khi tôi tác động này, đấy, chị thấy cần đóng mở đóng. Khi không tác động, sensor mở, tôi quay gần này, tôi tì ngón này, tôi đè xuống này, chỗ này mở này, khi tôi tác động đóng. Vì như vậy nó sẽ tương ứng với cái mâm, cái lỗ thủng trên đây. Khi tôi đặt vào đây, anh chị sẽ quan sát thấy này, khi không có giấy, cái miếng này sẽ rơi vào khoảng trống kia. Đây tôi chỉ tay này, cái miếng tác động vào cần sensor sẽ rơi vào khoảng trống lỗ thủng đó. Chính lỗ thủng đó sẽ là cái phần để cái cần cảm biến rơi vào. Đồng nghĩa với việc trong mâm không có giấy, bộ xử lý sẽ biết như vậy. Tiếp tục, khi tôi đặt giấy vào, lúc này mâm sẽ là một khối kín và lỗ thủng của mâm nâng giấy đã được che đi. Khi tôi đặt cụm giấy ở đây, như anh chị thấy, lúc này khi tờ giấy tôi nâng lên, khoảng thủng đã che. Như vậy là tập giấy này sẽ là cái phần để tác động vào cái cần cảm biến này, che mắt sensor. Bộ xử lý báo trong khay có giấy. Khi hết giấy, cần cảm biến rơi vào khoảng trống và sensor mở, bộ xử lý báo trong khay hết giấy. Đấy là toàn bộ cái quy trình nâng hạ và hoạt động trong cái khay chứa giấy mà tất cả các hãng đang áp dụng sản xuất. Với động cơ lấy giấy thì tôi lưu ý anh chị và các bạn, đây là động cơ hai chiều,
nâng mâm chứa giấy và hạ mâm chứa giấy trong toàn bộ cái lộ trình hoạt động trong cái phần nâng hạ khay chứa giấy. Và trong cái bộ motor nâng này, anh chị lưu ý là có những cái hệ bánh răng để nâng hạ, nâng hạ. Có những cái vấn đề anh chị và các bạn sẽ gặp phải như sau, đó là khi mâm chứa giấy nâng khay 2, khay 3 không sao, nhưng khay 1 cứ phát ra tiếng kêu cạch 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 cạch, và mâm chứa giấy sẽ rơi vào trạng thái như sau. Và cái bệnh này gặp rất thường xuyên, đó là nâng nghe tiếng cạch cạch phát ra từ cái cụm cả giấy và cứ cái mâm cứ rơi rơi rơi, xong lại lên rơi lên, nó không lên tới được vị trí cao trên cùng, bởi vì hệ bánh răng trong cái cụm motor nâng khay này có những bánh răng đã bị khuyết lỗi cơ khí, mẻ vỡ gãy răng, đến cái vị trí trên cùng thì vào đúng cái răng gãy, trượt xuống lại nâng lên, trượt xuống lại nâng lên. Đó là cái nguyên lý tiếng kêu phát ra từ cụm nâng khay này. Có một nguyên lý nữa, đó là cần sensor vị trí tác động phía trên lỗi. Anh ngoài cái chức năng nhận giấy còn hết, còn là nhận cái giới hạn trên cùng để động cơ ngừng. Mà động cơ ngừng được thì bộ xử lý phải biết là anh đã đến trên cùng và ngưng cấp, anh ta sẽ không nâng nữa. Trường hợp lỗi cơ khí, lỗi sensor này, tức là bộ xử lý sẽ không biết giới hạn trên và cứ cấp nguồn. Vì anh này tì xuống, nhưng cần này vì lý do gì gãy vỡ hay bất cứ một cái gì không tác động vào sensor này, hoặc có tác động nhưng sensor không làm việc, cũng dẫn đến tình trạng motor nâng khay hoạt động liên tục khi phát ra một cái tiếng kêu cơ khí rất lớn, rất ồn, cạch 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 cạch, như kiểu muốn vỡ một chi tiết gì trong máy. Thì đó là cái phần mà anh chị cần phải kiểm tra. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra cái cảm biến giới hạn trên của mâm chứa giấy, giới hạn trên. Anh chị lưu ý, khi tôi lên tới nơi thì anh này phải nhả ra và cần sensor phải thay đổi trạng thái. Lúc đó bộ xử lý mới ngưng cấp nguồn, motor không nâng nữa. Còn nếu không sẽ nâng và phát ra những cái tiếng kêu rất ồn về cơ khí. Và nếu lặp đi lặp lại 2-3 lần, toàn bộ hệ bánh răng trong cụm motor nâng khay sẽ gãy vỡ hoàn toàn. Và những cái kết cấu cơ khí trên cụm kéo giấy, trên mâm nâng khay, bản thân những cái cáp nâng hạ cũng sẽ ảnh hưởng và hư hỏng. Anh chị lưu ý, với trường hợp phát ra tiếng kêu từ khay nâng hạ chứa giấy, anh chị có những cái bài test như sau. Trong một máy photo sẽ có từ 1 cho đến 4 khay chứa giấy ở phần lý thuyết tôi đã nói rồi. Anh chị và các bạn có thể thử test bằng rất nhiều hình thức, đó là thử các khay còn lại không bị vấn đề gì. Nếu như khay A, khay B nào đó phát ra tiếng kêu như vậy, liên quan đến toàn bộ cái quá trình mà tôi diễn đạt trong nội dung video này, nằm ở sensor giới hạn trên, nằm ở động cơ nâng hạ khay, hệ thống truyền động bánh răng nâng hạ, nằm ở phần cáp nâng, nằm ở mâm nâng. Đó là toàn bộ cái phần mà tôi muốn truyền tải trong nội dung video này đến anh chị và các bạn. Đặc biệt đó là bạn học viên đến từ Bình Phước. Chúc bạn sẽ có thêm kiến thức qua video này để bạn hiểu hơn về nguyên lý cấu tạo tổng quan của giai đoạn 1 trong máy photocopy và nguyên lý hoạt động. Và từ cái liệt kê của tôi trong video này, bạn đã thấy là từ cái giai đoạn thô sơ đầu tiên của máy hoạt động bằng dựa trên